Thấy không? Lát anh chở anh ra đưa má anh bị quần áo nha. Lát tối anh đi ra ngoài trước đi. Đã đi ra ngoài. Vậy là bữa nay gì chứ không có đi thử đồ đúng không? Không, chưa biết má ơi. Cái số gì nhiều quá. Mới có đặt nhiều số lắm, nó 500 cờ đó. Muốn hơn nữa giờ chưa ra chứ? Chưa, có chờ nó bên quán thảo có giờ á. Mới từng ngày tới gì chứ, lấy điện thoại chứ, trên đứa nào tụi con á ghi lưu vô, mỗi lần đứa nào mà gọi nó hiện tên lên thì gì chứ biết. Tối đi coi lát cho ngoại công vô coi điện thoại mày, điện thoại ngân yên tâm tao, nó nói đứa nào nói trên mạng tao chửi nó dữ lắm đó, nó nói á ở bà tính tiền nước đi, giờ mình tính 25 ngàn. Gì chứ ăn gì chưa? Đi nha bà, đi ra ngoài chờ giấy giò lâu quá. Trời ơi, nó ra khủng áo còn thử rồi đó, nó ra. Đi ra ngoài anh. Đi. Không đi luôn nha Sơn. Đi luôn Sơn ơi. Con thờ anh làm cái buồn hôm qua ông hỏi tụi đó coi. Bức sức lớp quê, lớp tất Hà Nội. Qua tao đuổi vậy hết luôn. Đúng ra là cái tiền mày phải bán cái cọc cũng trả em không? Thôi, trời cô đi ca hát. Cô đi hát vòng mấy hồi. Nhớ quá, bà điện hoài, bà nói hoài nhảm hoài. Tôi nè, đi hát đừng xa em đem mai với con đường cho em đi. Hai bạn đó là con cũng đầu có mày, tiền. Mày cắt máy đi, mày có chấm mặt không? Chứ tao ngồi đây hôm nay tao chấm mặt dữ lắm mà nha. Bà trái nhà, bà muốn ai trái nhà giống bà. Cuộc đời ta vui buồn lẫn lộn. Trốn ăn chơi, cuộc vui nào cũng tàn, cuộc bạn nào cũng phải chia tay. Mày làm tao chuyến này tao mất mặt với ông Lý, con quá quê. Giờ mà tính chơi Hà Nội tao vớt nữa hả? Ê, Nha Trang, Hà Nội, tao nên nó đang quý tao lắm, năn nỉ tao về dưới trình nữa. Tao không là công, không có ham đi. Nếu mày thấy cô Phương nó ở nhà cá nhân chuyên nó ấy bố tí, mày thấy như thế nào? Đó, mày thấy nó không đi ra tiền đâu, đóng tiền nhà. Mướn nhà cao sang giống mày 6 triệu. Mướn nhà 6 triệu lận, còn mày giàu, mày dư giả. Dĩ nhiên mày lắm mộng, mối tình nhiều, tình nghĩa nhiều. Mày là đẹp trai tràn đầy mà sao tao bằng, tao phải khục lui thôi. Tự nhiên tao mất mặt tụi âm thanh đưa lên quá tao quê. Mày biết không? Bây giờ lớp mày tuyên truyền vậy nữa không đau lòng sao được. À đau lòng đau một lần thôi. Ê tao chửi mày nào. Mày đừng có dùng danh từ đó là chửi. Tự vì mày làm cho tao mất mặt với mấy âm thanh tao ở quê. Phải không? Cái đó là chửi hả? Nghĩ sao chửi? Phải nói đúng không? Ông đi ăn nhậu nè ông chuyển. Con giúp tao lao lòng. Biết không? Đi sợ ông có chuyện gì. Bà vô duyên quá, nói chuyện vô duyên. Tao nói vậy bà cô á, bà không biết động não là cái gì chứ. Hôm nay anh đi làm mà ở nhà ăn cơm vậy. Nhậu xỉn quá ăn cơm hả? Xong đi chơi giải trí. Ủa giờ? Ủa giờ này mày ra con Phương ngoại à. Mày ra đi mày muốn đốt gì đốt. Đốt lần lượt đi. Mời qua hậu đừng có đốt nha. Gian lại mày để đời tao sống với. Mày giàu sang phú quý, còn tao nghèo nàn. Mày nhớ nha, trái tim hai quả tim vàng. Má đẹp trai quá, lúc nào cũng nhậu, cũng đỏ. Trai đẹp vậy mà còn bày đặt đi xăm. Chỉ cho chỗ xăm. Xăm lâu đài cũng nái đẹp lắm. Chỉ cho chỗ xăm. Xăm tới đâu ý nghĩa. Vậy ờ giờ gì nữa ra ngoài làm gì? Tụi nó đi thay quần áo á. Trời mày làm tao buồn quá, tao buồn sanh bệnh luôn. Đẹp
trai ăn cơm xong con ra ngoài trước á. Trời ơi, ngồi trên cả ông bà đó, nó nói mấy ông cung trên mạng, nó tao chửi nhiều, tụi bay ngu lắm.